Thưa quý khán giả, năm 2024, người dân các thành phố lớn đang chứng kiến và chịu hậu quả thảm khốc của cây xanh gãy đổ hàng loạt. Chúng ta không bàn đến hàng ngàn cây xanh ngã đổ trong cơn bão số 3 tại Hà Nội vì là thiên tai quá lớn, khó có thể chống đỡ. Nhưng chỉ với hiện tượng mưa kèm theo dông lốc làm gãy đổ hàng chục cây xanh khiến nhiều người tử vong, đang làm nóng lên hơn bao giờ hết về một giải pháp hợp lý cho chiến lược phát triển cây xanh tại đô thị lớn. Đây cũng chính là tiêu điểm cho bản tin Chuyển động kinh tế góc nhìn chuyên gia của báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính hôm nay với tiêu đề "Đừng để mưa đến gãy đổ cây xanh, chết người tiếp diễn" thông qua góc nhìn của chuyên gia đô thị học, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh Hòa. Mời quý khán giả cùng bắt đầu theo dõi. Thưa quý khán giả, mỗi khi có sự cố, một kịch bản xử lý giống nhau, ngay lập tức các nhân viên của công ty cây xanh đến thu dọn hiện trường. Bên công ty cử người đến thăm hỏi, chia buồn và có hỗ trợ tài chính. Còn dư luận xã hội cứ xôn xao mấy ngày rồi lắng xuống. Thậm chí nhiều người chép miệng là do số. Thông thường bên liên đới cho là tại trời mưa, gió lớn. Và sau đó nhân viên công ty công viên cây xanh cắt cử nhau đi xem cây để tỉa nhánh, cắt cành, hạ cây khô. Nếu cứ như thế này, kịch bản trên cứ lặp đi lặp lại hàng năm. Còn người dân luôn thấy bất an khi ra đường, không phải là những ngày mưa mà cả mùa khô nữa, không biết trời giáng vào đầu lúc nào. Thực ra biến đổi khí hậu ngày càng trở nên cực đoan, xuất hiện những cơn mưa có vũ lượng lớn, thời gian dài và kéo theo đó là gió lốc. Ở các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, gió trở nên dữ dội hơn ở vùng nông thôn. Được gọi là những cơn gió xoáy có tốc độ lớn và luôn đảo chiều ngoài dự tính. Nguyên do ở các thành phố lớn có rất nhiều nhà cao tầng đứng sát nhau, như các bức tường kéo dài tạo ra các khe hút gió, hình thành nên các dòng sông gió trên cao, hay như các cao ốc đứng so le nhau, tạo ra các nút xoắn tặng dòng gió đảo hướng không theo quy luật. Chính những dòng sông gió với vận tốc trên 2.000 km/h này đã quật đổ những gì trên đường cảng như bảng quảng cáo, cửa kính cao tầng, mái nhà, cổng, nhà không kiên cố, các kiosk, đặc biệt là các cây xanh cao tầng có tán rộng và cao niên. Vậy nhưng cho đến lúc này, chưa thấy có một cuộc khảo sát, một cách khoa học nào diễn ra một cách thật bài bản. Lẽ ra, ngay sau lốc xoáy, hàng chục cây xanh gãy đổ cần giữ lại tại hiện trường, tất nhiên không làm ảnh hưởng giao thông, để cho các chuyên gia giỏi đến khảo sát, đánh giá xem những cây này đổ là do những nguyên nhân nào. Chẳng hạn như ngã đổ do bộ rễ ăn không đủ sâu, rễ bị mục, tán quá nặng, tuổi thọ quá lâu, thân cây có bọng, do đất bị bê tông hóa khiến cây không phát triển được. Loại cây giòn dễ gãy, không chịu được gió xoáy, đồng thời quan sát ghi nhận địa hình, địa vật, hướng gió và những công trình xây dựng như chiều cao, khối đế, mặt dựng, độ vuốt của các khối, vật liệu xây dựng đã tác động như thế nào đến hướng gió. Bên cạnh đó cũng quan sát mật độ dân cư sinh sống, lưu lượng xe người qua lại, các hoạt động dịch vụ bên dưới các hàng cây như trường học, y tế, quán ăn. Tất cả những thông tin đó giúp cho nhà chức trách, đơn vị chức năng đi đến quyết định mang tính chiến lược là thành phố này, vùng đất này, con đường này chỉ có thể trồng được loại cây như thế này. Cây phải có chiều cao, tán rộng, thân dẻo, không che chắn tầm nhìn thì trồng mới an toàn. Hay những loại cây dù đẹp nhưng độc hại, nhiều sâu phải hạn chế trồng. Với những loại cây cổ thụ dù hoành tráng, có tuổi đời hàng trăm năm nhưng không còn phù hợp nữa do cao quá, không chịu được gió xoáy, rễ làm phá công trình ngầm phải được thay thế. Thực tế cho thấy có thể những hàng cây dầu, cây phượng rất đẹp, gắn bó với thành phố rất lâu nhưng nguy hiểm đến tính mạng thì vẫn phải thay thế, chứ không thể chỉ đứng ở chỗ tỉa cành, cắt cành như cách làm lâu nay. Và điều quan trọng là giải thích cho người dân hiểu và đồng thuận. Khi có những nghiên cứu kỹ lưỡng, khoa học, bài bản, người dân sẽ hiểu, thông cảm và không có phản ứng thái quá khi chặt bỏ cây xanh để bảo vệ con người, bởi sinh mạng con người là trên hết. Thời gian qua, công ty công viên cây xanh thành phố luôn chịu áp lực của dư luận xã hội, cho là phá hủy những cây xanh ký ức là phá hủy di sản. Cho nên dù nhận thấy cây cổ thụ đó đã hết vòng đời cần hạ bỏ, nhưng lại nhát tay, không dám hạ, mà chỉ tỉa nhánh, sợ đụng vào dư luận. Ở các nước như Hà Lan, Singapore, Đức, Nhật Bản, không bao giờ trồng cây tùy tiện và ngẫu hứng như ở nước ta. Họ có các viện nghiên cứu cây xanh rất hiện đại và bề thế. Họ có trách nhiệm nghiên cứu chỉ dẫn cho chính quyền và hướng dẫn cho nhân dân trên con đường đó, khu vực đó,
chỉ nên trồng loại cây gì, cao bao nhiêu, tán rộng bao nhiêu. Một câu hỏi được nhiều người quan tâm là tại sao Singapore là đảo quốc chịu tác động trực tiếp của gió, bão mà tỷ lệ cây xanh bị gãy đổ rất thấp. Theo những nhà nghiên cứu đô thị, có được kết quả này là do Singapore có quy định rất chặt chẽ, thậm chí có cả pháp lệnh về cây trồng. Dựa trên các nghiên cứu khoa học về điều kiện tự nhiên và quy hoạch kiến trúc của Singapore, chính phủ của đảo quốc này xác định 5 loài cây chủ lực được trồng trên đường phố. Đó là các loài cây lim xét, lộng ô, mùn tím, angsana và xà cừ. Mỗi loại cây này đều có một bộ tiêu chuẩn kỹ thuật như khống chế chiều cao, tuổi đời, vòng tán và quy định chế độ chăm sóc cũng như các quy định không được làm ảnh hưởng đến cây từ các công trình giao thông, xây dựng nhà ở, đặc biệt là mức phạt vi phạm đến cây xanh rất cao. Những định hướng kết luận của các viện nghiên cứu nổi tiếng chuyên về cây xanh của Singapore, của Thái Lan bao giờ cũng được chính phủ và người dân đón nhận vì tính chất nghiêm túc và độ tin cậy khoa học của nó. Trong khi đó, tại các đô thị lớn của Việt Nam như Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay chúng ta chưa có một viện nghiên cứu độc lập hay một khoa trong trường đào tạo chuyên về cây xanh, thảm thực vật. Thành phố Hồ Chí Minh với hơn 13 triệu dân, diện tích 2.100 km2 mà không có lấy một đơn vị chuyên nghiên cứu bài bản về cây xanh phục vụ cho phát triển. Theo số liệu báo cáo của Bộ Xây dựng, tỷ lệ đất cây xanh công cộng tại một số đô thị như Hà Nội là 2,06 m2 trên một người, Thành phố Hồ Chí Minh là 0,55 m2 trên một người, Đà Nẵng là 2,4 m2 trên một người, Hải Phòng là 3,41 m2 trên một người, trong khi quy chuẩn quy hoạch yêu cầu từ 6 đến 7 m2 trên một người. Không chỉ thiếu về số lượng, chúng ta còn yếu cả về chất lượng khi việc trồng cây, chặt cây đều tự phát, phần nhiều phụ thuộc vào các nhà buôn bán cây xanh và sáng kiến của lãnh đạo. Hiện tại, nhiều tuyến phố của Hà Nội có các loại cây sấu, sao, bằng lăng, lộc vừng, hoa sữa, phượng vĩ, cao từ 30 đến 40 mét. Có những cây trồng hàng trăm năm nay vẫn xanh tốt. Đây là những loại cây mang đặc điểm rõ rệt của cây đô thị như tán lá xanh, rễ cọc, trồng lâu năm, ít có khả năng gãy đổ, phù hợp với điều kiện thời tiết, khí hậu. Tuy nhiên, trước đây có sáng kiến cho rằng Hà Nội với đặc trưng của mùi hương hoa sữa, nên trồng hoa sữa với mật độ dày đã tạo nên mùi hương nồng nặc, gây khó chịu, như trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, quận Ba Đình, ảnh hưởng không nhỏ đến điều kiện khí hậu khi mùa hoa nở, gây dị ứng cho những người dân sống xung quanh. Thời gian qua, một lượng lớn cây hoa sữa trên đường Nguyễn Chí Thanh đã được thay thế bằng cây lát hoa, loại cây thuộc loại thân gỗ. Còn nhớ, Hà Nội từng bỏ ra hàng chục tỷ đồng để nhập cây phong lá đỏ từ xứ lạnh, sau 3 năm phải nhổ bỏ toàn bộ vì không phù hợp. Từ sự lây hoay trong các giải pháp trồng cây gì của Hà Nội, cho thấy đã đến lúc chúng ta cần có những quyết sách rõ ràng, mạch lạc hơn với việc trồng, bảo dưỡng, thay thế cây xanh một cách bài bản khoa học. Ngoài những yếu tố như đã nói, yêu cầu quan trọng đặt ra là việc tổ chức hệ thống cây xanh đô thị phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, khí hậu, môi trường, cảnh quan thiên nhiên, điều kiện vệ sinh, bố cục không gian kiến trúc, quy mô, tính chất cũng như cơ sở kinh tế kỹ thuật, truyền thống tập quán cộng đồng của đô thị. Chẳng hạn tiêu chí khoảng cách giữa cây xanh và công trình đô thị được quy định đối với cây bụi, cây thân gỗ cách tường nhà và công trình từ 2 đến 5 mét. Cây thân gỗ và cây bụi phải trồng cách vỉa hè và đường từ 1,5 đến 2 mét và khoảng cách tối thiểu cách nhau từ 5 đến 7 mét. Mặt khác, cũng theo tiêu chuẩn Việt Nam 9257-2012, kích thước dải cây xanh đường phố được bố trí theo quy cách với các chiều rộng tối thiểu khác nhau và phải căn cứ phân cấp tầng bậc và tính chất các loại đường mà bố trí cây trồng, như cây trồng một hàng với chiều rộng tối thiểu từ 2 đến 4 mét, cây trồng hai hàng từ 5 đến 6 mét. Do vậy, từ trăn trở của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Minh Hòa, đã đến lúc các đô thị lớn nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng cần có những quyết sách rõ ràng, mạch lạc hơn với việc trồng, bảo dưỡng, thay thế cây xanh một cách bài bản khoa học. Nếu không, cây xanh được coi là phần hồn đô thị lại trở thành nỗi ám ảnh của người dân mỗi khi ra đường, nhất là vào mùa mưa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng dành cho bản tin Chuyển động kinh tế góc nhìn chuyên gia của báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính hôm nay. Chân thành cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại!